Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nghe vậy liền nói rằng: Lời này chói tai quá, ai mà nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với các ông: Điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời Thầy nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: Bởi đó Thầy bảo các con rằng không ai có thể đến với Thầy nếu không được Cha Thầy ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: Cả các con cũng muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa Người rằng: Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có một người bị mắc bệnh tim ngay từ nhỏ. Thế rồi căn bệnh đó cũng theo với người đó cho đến khi chỉ ta được 40 tuổi. Thế rồi do chạy thầy thuốc khắp nơi nhưng không có khỏi. Rồi một lần chỉ ta quá nguy kịch được đưa vào bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội. Khi đưa vào thì bác sĩ bảo rằng chị chết đến nơi rồi còn đưa vào đây làm cái gì? Định đổ vạ cho chúng tôi hay sao? Thế cộng đoàn chúng ta thử nghĩ xem, một người trong hoàn cảnh như vậy thì phải làm sao? Chắc là về nhà để chờ chết, hay là tiếp tục đi tìm bác sĩ khác, tiếp tục nuôi hy vọng mình sẽ được sống. Thế nhưng người đó hiện nay vẫn còn sống, mặc dù lúc nguy kịch đó đã 16 năm qua. Tôi mới gặp một người phụ nữ, họ mới trải qua những cái kinh nghiệm phải đối mặt với bệnh tật. Thế nhưng khi hỏi thì chúng tôi hỏi cái gì làm cho chị khát vọng, làm cho chị có thể sống được. Sau khi nhìn lại, thứ nhất chị cũng phải nhìn nhận rằng chị cuối cùng cũng đã gặp được một vị lang y, một thầy thuốc rất là giỏi về bệnh tim và giúp cho chị ta thoát ra được cái cơn nguy kịch. Nhưng mà cái mà làm cho chị ta có thể sống được thì không hẳn là thầy thuốc đó, mà chính là cái khát vọng muốn sống ở trong con người của chị ta. Lúc đó chị đó mới sinh được hai người con, và người con thứ hai thì rất là bé nhỏ, và chị ta chỉ khát vọng làm sao mình được sống cho đến khi con mình có thể đi lại giỏi giang thôi. Có nghĩa là khát vọng sống thêm được vài tháng nữa thôi. Thế chính cái khát vọng đó làm cho chị ta tiếp tục sống được. Thế rồi khi mà con nó biết đi rồi thì chị ta lại khát vọng làm sao để đến sống được đến lúc nó có thể đi học được. Và bây giờ thì con nó cũng đã lớn rồi, và chị ta hỏi chị ta là bây giờ thì khát vọng cái gì, thì chị ta vẫn muốn đó là mình sẽ khát vọng để được chăm sóc gia đình, chăm sóc chồng và con. Đó chỉ là một kinh nghiệm của một người bình thường. Nhưng nếu như chúng ta có trải qua cái kinh nghiệm như thế, chúng ta mới thấy được câu mà Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay: thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt thì nào có ích gì. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng điều làm cho chúng ta có thể sống được đó là nhờ lương thực,
nhờ nước uống, nhờ khí trời, vân vân. Thế nhưng tất cả những điều đó mới chỉ để giúp nuôi dưỡng thân xác chúng ta mà thôi. Thế nhưng chính cái thân xác của chúng ta khi gặp phải những đớn đau bệnh tật, khi phải đối mặt với những khủng hoảng, thì cái gì làm cho chúng ta có nghị lực có thể vượt qua được cái đau đớn của thân xác, cái khủng hoảng của thân xác? Thưa, chính là khát vọng sống, động lực sống. Đó chính là tinh thần, chứ không phải là thân xác nữa. Thế nhưng nếu như một khát vọng bình thường, một nghị lực bình thường, thì cũng chỉ giúp cho người ta sống dài hơn, chứ chẳng bao giờ có thể giúp cho người ta sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu hôm nay không những nhắc cho chúng ta biết rằng thần trí làm cho chúng ta sống, nhưng còn dẫn đưa chúng ta tới sự sống vĩnh cửu. Vậy thần trí đó phải xuất phát từ đâu? Thưa, phải xuất phát từ chính Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu là lời hằng sống, đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Ấy vậy mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy chính ngay cả các môn đệ, những người thân tín với Chúa Giêsu, mà khi nghe Chúa Giêsu rao giảng về bánh hằng sống, và khi nghe Ngài xác quyết, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì sẽ được sống đời đời, thì các ông ấy thốt lên, lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Thế rồi họ dần dần rút lui, không còn theo người nữa. Nhưng Chúa Giêsu khi thấy họ theo bỏ dần Ngài mà theo như vậy, thì Ngài hỏi những người thân tín Ngài hơn, đó là những các tông đồ 12 người. Ngài hỏi các ông, thế còn anh em, có phải anh em cũng muốn bỏ thầy mà đi không? May thay trong số các tông đồ thì có Phêrô còn thay mặt cho anh em để xác tín lại lời tuyên xưng vào Ngài. Lạy thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đi theo ai? Vì chỉ có thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta phải có những chọn lựa và xác tín. Có thể chúng ta đang có một cuộc sống rất là yên ổn, đó có những công việc có thể duy trì và đem lại cho chúng ta một sự sống yên bình. Có thể chúng ta có sức khỏe một cách rất là tốt, và trong tất cả những điều đó, nhiều khi chúng ta không phải đặt ra những câu hỏi để mà chọn lựa là đứng về phía nào, đứng về phía sự sống hay đứng về phía sự dữ. Thế nhưng một cách sâu xa, tất cả chúng ta luôn luôn được mời gọi phải chọn lựa. Vậy ba bài đọc Thánh Kinh hôm nay giúp cho chúng ta phải chọn lựa thế nào? Trước tiên chúng ta trở lại bài trích sách tiên tri, bài trích sách các thủ lãnh mà chúng ta vừa nghe. Sau khi dân Do Thái được vào đất hứa, đất Canaan, họ bắt đầu trở nên giàu có và thịnh vượng hơn, thì bắt đầu giữa họ có những chọn lựa khác nhau. Có những chi tộc bắt đầu không còn tôn thờ một mình Thiên Chúa nữa, có những người khác thì chạy theo các thần của dân ngoại quanh quanh đấy. Ông Giô-sê đã triệu tập một đại hội ở Si-kem để mời gọi họ phải xác tín lại đức tin của mình. Ông Giô-sê đã nói với họ, ngày nay anh em đã được vào đất mà Thiên Chúa đã hứa với anh em, vậy thì anh em phải chọn lựa lại là anh em tôn thờ Thiên Chúa hay là đi theo những thần khác. Khi mời gọi như thế thì Giô-sê nói thêm một điều rằng, phần tôi và gia đình tôi sẽ lựa chọn chỉ tôn thờ Thiên Chúa mà thôi. Thế còn anh em thì sao? Lúc đó toàn dân đồng thanh đáp, chúng tôi cũng sẽ tôn thờ Thiên Chúa. Họ nói rằng làm sao chúng tôi có thể bỏ Thiên Chúa được, Đấng đã giải phóng chúng tôi, đã đưa chúng tôi ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, đã đánh đuổi quân thù và đã đưa chúng tôi vào mảnh đất này. Làm sao chúng tôi có thể bỏ Thiên Chúa được, Đấng đã giải phóng chúng tôi. Kinh nghiệm đó của dân Do Thái cũng mời gọi chúng ta phải chọn lựa cho chính cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta, vậy chúng ta lựa chọn Thiên Chúa hay chúng ta lựa chọn chạy theo những thần khác, chạy theo thần tài, thần may mắn hay thần nọ thần kia? Vậy chúng ta sẽ trả lời làm sao?
Lời tuyên tín của Phêrô là lời giúp cho chúng ta xác tín lại. Bỏ Thầy, chúng con biết đi theo ai, vì Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phải ước mong rằng chúng ta luôn luôn biết chọn lựa để bước theo Chúa Kitô. Vậy thì bước theo Chúa Kitô chúng ta phải diễn tả làm sao? Nếu như mà chúng ta tuyên tín là chúng ta tin vào Chúa Giêsu đấng có thể đem lại cho chúng ta sự sống đời đời, nhưng mà cuộc sống hàng ngày của chúng ta lại luôn luôn trải qua sự chán nản, sự ê hề, sự than vãn, kêu van, hay là chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, thì chúng ta lại kêu trách Thiên Chúa, đổ tội cho Thiên Chúa, hay kêu trách và than trách những người xung quanh của chúng ta, thì ai mà có thể tin rằng chúng ta tin vào một đấng đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Và trong bài đọc thứ hai trong thư của Thánh Phaolô nhấn mạnh thêm cho chúng ta về kinh nghiệm trong đời sống gia đình. Ai có thể nhận ra được chúng ta là những người đã được kết ước, đã được ban bí tích hôn phối, đã được Thiên Chúa chúc phúc cho gia đình này? Ai có thể nhận ra được bí tích hôn nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta là chứng nhân cho tình yêu của Chúa Kitô và Hội Thánh, khi tương quan giữa vợ chồng không phải là tương quan yêu thương, khi tương quan giữa vợ chồng lại là tương quan của mâu thuẫn, của xung đột, của tranh chấp, của hận thù? Thánh Phaolô mời gọi chúng ta, chồng phải yêu thương vợ và vợ phải yêu thương chồng, bởi vì tất cả chúng ta là chứng nhân do tình yêu giữa Thiên Chúa và Hội Thánh. Bởi đó, nếu như mà trong đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta chẳng tìm thấy lý do nào để biện hộ là chúng ta còn phải chung sống với nhau nữa, bởi vì làm sao có thể sống được với anh ấy khi mà từ sáng đến trưa thì ngủ, còn từ trưa đến tối thì say, còn từ tối đến đêm thì mắng chửi vợ con. Hay làm sao có thể sống với bà ấy được khi về đến nhà là chỉ nghe bà ấy than và ca? Làm sao có thể chung sống với nhau được khi chúng ta thấy rằng cả hai ở gần nhau chỉ đem lại cho nhau nỗi khổ, nỗi cay cú mà thôi? Thế nhưng khi chúng ta đã bước vào giao ước hôn nhân, cái nghị lực để mời gọi chúng ta phải sống, đó là nghị lực mời gọi chúng ta đạt tới cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho Hội Thánh, đạt tới cái tình yêu vĩnh cửu mà chúng ta được mời gọi, đó là phải thánh hóa chính những cái môi trường, cái hoàn cảnh mà xem ra có vẻ bi đát, không có lối thoát đó. Nếu như trong hoàn cảnh như vậy mà chúng ta tìm cách ngãng ra hay tìm cách tháo lui, chúng ta cũng chẳng bao giờ có thể tìm được môi trường nào tốt hơn đâu. Chỉ khi chúng ta biết dấn thân vào thánh hóa chính gia đình của mình và thánh hóa chính môi trường đó, chúng ta mới diễn tả cho người ta thấy được nơi chúng ta có nghị lực phi thường. Đó là nghị lực mà chúng ta kín múc từ chính Thiên Chúa, là lời hằng sống thúc đẩy cho chúng ta biến đổi chính môi trường đó. Vậy ước mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn biết bám chặt vào Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh, để lời hằng sống của Ngài giúp cho chúng ta có nghị lực, không phải chỉ còn là thân xác, nhưng luôn luôn là thần trí biến đổi chúng ta và biến đổi cả môi trường của chúng ta, cả gia đình của chúng ta, để chúng ta không còn là sống cho chính mình nữa, mà chúng ta sống và làm chứng cho tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa cho nhân loại. Amen.